Quý khán thính giả thân mến, hôm nay Ngẫm Audio đặc biệt xin chia sẻ với mọi người một số phương pháp hiệu quả có thể tự nâng cao sức đề kháng cho bản thân và gia đình. Mong mọi người mạnh khỏe, bình an vượt qua đại dịch. Trung y cổ đại có lưu truyền một câu nói rất có giá trị, đó là chính khí tồn nội, tà bất khả can. Nghĩa là một cá nhân sinh bệnh, kỳ thực đều là do chính khí của người ấy suy giảm. Còn một người mà chính khí cường thịnh thì các mầm bệnh căn bản không thể nào xâm nhập được. Ví như một cá nhân rất dễ tức giận, trung y giảng nộ hại gan, nghĩa là lục phủ ngũ tạng cũng theo đó mà bị ảnh hưởng. Vậy thì cá nhân đó sẽ tương đối dễ sinh bệnh, tức là dễ mắc tà khí. Tà khí một khi xâm nhập vào cơ thể thì sẽ biểu hiện ra bề mặt là nhiễm vi khuẩn, virus, bị phong, hàn và một số nhân tố bất hảo làm suy giảm hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể, từ đó mắc bệnh. Những điều trên cho thấy rằng bệnh tật và tính khí của một người là có liên quan với nhau. Chính khí mà Đông y đề cập ở trên chính là sức đề kháng của cơ thể mà chúng ta thường nói đến. Trở về vấn đề hiện tại, nhiều người đang xem vaccine là một vị cứu tinh duy nhất mà họ có thể dựa vào. Nhưng vẫn có một sự thật khiến người ta phải lo sợ, đó là tác dụng phụ của vaccine không ai lường trước được, thậm chí đã có người tử vong không lâu sau khi tiêm. Nhưng mọi người xin chớ lo lắng, bây giờ chúng ta sẽ đến với một số phương thức tự nâng cao sức đề kháng của bản thân tại nhà, đặc biệt là lời khuyên đến từ những nhân vật nổi tiếng và uy tín mà chúng ta có thể tin tưởng. Thứ nhất, thần đồng Ấn Độ Abhidha Anand. Không chỉ tiên tri chính xác những sự việc xảy ra trong tương lai gần, Anand còn luôn nhắc đi nhắc lại trong các video của mình về cách bảo vệ bản thân cho mỗi người trên thế giới. Đó là hãy gần gũi hơn với thiên nhiên, đừng tự nhốt mình trong căn phòng hay các khu chung cư chật hẹp. Điều đó chỉ làm cho tinh thần của bạn càng ngày càng tệ và dịch bệnh dễ tấn công hơn. Nhưng hiện nay chúng ta đang thực hiện lệnh giãn cách, làm sao có thể ra ngoài? Quý khán thính giả thân mến, chúng ta ở nhà hay chung cư nhưng không phải là khóa cửa nhốt mình một chỗ. Mọi người có thể mở cửa sổ cho thông thoáng nhà cửa, đi dạo quanh nhà, buông hết áp lực để tâm trạng thoải mái nhất có thể. Ngoài ra, hãy tìm hiểu về các phương pháp trị liệu bằng tự nhiên, nhất là thiền định, nó sẽ giúp ích cho mọi người rất nhiều. Chúng ta biết rằng, bạch cầu trung tính là những tế bào máu màu trắng đóng vai trò chủ đạo trong việc ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập cơ thể. Và các nhà nghiên cứu thuộc Đại học E. Baylor của Houston, Mỹ cho biết, bạch cầu trung tính của những người thiền định cao gấp 10 lần so với những người không thiền định. Chưa hết, tuổi thọ bạch cầu trung tính của một người khỏe mạnh bình thường chỉ có thể kéo dài từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Nhưng ở người thiền định thường xuyên lại có thể kéo dài từ 20 đến tận 60 tiếng đồng hồ. Do đó, họ có khả năng ngăn ngừa sự lây nhiễm từ bên ngoài hiệu quả hơn rất nhiều. Đây là một hiện tượng hy hữu trong ngành nghiên cứu sinh học tế bào, khiến các nhà khoa học rất ngạc nhiên. Mọi người hãy nhớ lấy điểm này, bạn có thể thiền định ở ngay tại nhà. Thứ hai, giáo sư bác sĩ Uông Chí Viễn. Ông mắc chứng xơ cứng teo cơ ALS. Căn bệnh đã khiến nhà vật lý học nổi tiếng Stephen Hawking phải sống lệ thuộc vào chiếc xe lăn trong phần lớn cuộc đời của mình. Uông Chí Viễn là một nhân vật nổi tiếng trên thế giới và có chuyên môn cao, nhưng ông cũng không thoát khỏi số phận như bao con người khác, đến lúc phải mắc bệnh và cũng vô phương cứu chữa. Nếu tìm hiểu, mọi người sẽ không khỏi bất ngờ về việc ông ấy đã thoát khỏi thần chết trong gang tấc như thế nào, và đó cũng là nhờ vào thiền định. Tiếp đến là cách mà đài truyền hình Trung Đô của Hàn Quốc giúp người dân nâng cao sức đề kháng tại nhà, hiệu quả rất tốt. Giữa tháng 3 năm 2020, khi làn sóng dịch bệnh đang gia tăng tại Hàn Quốc, đài truyền hình Trung Đô đã đăng tải một video hướng dẫn người dân cách tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên để đối phó với dịch bệnh, đó là môn tu luyện thiền định Pháp Luân Công. Trong video, đích thân Chủ tịch Hiệp hội Điền Kinh thành phố Sion, ông Yun Kang Won đã tập mẫu cho người dân hai bài động tác đơn giản mà hiệu quả. Hiện nay trên thế giới, Pháp Luân Công đã phổ biến và được chào đón rộng rãi trên 140 quốc gia, mang lại lợi ích sức khỏe và tinh thần cho hàng trăm triệu người. Nhưng môn tập lại bị vu khống và bức hại bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Những lời dối trá, đầu độc người dân thế giới đã diễn ra trong hơn 20 năm qua và cũng đang được làm sáng tỏ. Những ai còn nghe theo lời tà ác, hiểu lầm và phỉ báng mỗi khi nghe đến ba từ Pháp Luân Công thì quả thật là đáng tiếc. Vì họ đã tự mình buông bỏ một cơ hội tốt để nâng cao sức khỏe ngay tại thời khắc nguy nan này. Quý khán thính giả thân mến, những thông tin trên đều là sự thật và rất có ích cho mỗi người chúng ta. Chúng tôi mong mọi người có thể tự bảo vệ bản thân và gia đình thay vì hoảng sợ chờ đợi người khác đến cứu. Vì trong lịch sử từ xưa đến nay, mỗi lần có đại kiếp nạn xuất hiện trên diện rộng thì có vượt qua được hay không đều là dựa vào bản thân của mỗi người. Chúc mọi người sức khỏe và bình an.